mình mới đi chợ về các bạn, mình mua mà hầm nữa các bạn, ngon quá nè. Quay cho cả nhà xem cho vui nha. Đây các bạn, hầm đó các bạn, người ta bào ra sẵn gì nè, cái người ta để vô cái hộp á, cái mình mua về để dành ăn á các bạn, rất là ngon luôn. Cái gì nè các bạn, thì người ta bán cho mình 2 đồng 99 một hộp này, mình thấy ngon quá các bạn, mình mua mấy hộp nè về, cũng như mình làm gỏi hay là mình ăn với tép rồi các bạn cũng ngon, chấm với nước tép hay nước cá ngon ngon nè các bạn. Tại vì mình đi chợ này đó các bạn, nó hơi xa cái nhà nên mình mua nhiều nè, để vô cái tủ để dành ăn. Này các bạn, ngon ăn này, ngon nè. Mình mua cái mình để vô cái tủ ngăn mát á. Hành này nè các bạn, người ta tước vậy nè, mình ăn rất là ngọt luôn á. Mà nó hơi cay cay và ngọt ngọt, nó ngon. Nên mình mua cây 5 hộp. Này các bạn, ngon hết mấy rồi nè. Để mình khui cái hộp này ra cho các bạn xem. Mình có kho tép á các bạn, hồi nữa mình ăn. Các bạn có cái này, có cái cọng dây này nè, mình tước ra cái mình xoay ra cũng dễ, nó không có bị đau cái tay á. Mình ăn hành này với tép các bạn ơi, tép rồi mình ngâm mặn đó, cái mình chấm ăn với cơm trắng ngon này các bạn, có cái này mình dễ thôi. Cả nhà ơi, cái nè từ gói nè các bạn ơi, nó thơm á, người ta rửa sạch rồi đó các bạn, mình về á mình không cần rửa lại cũng được nữa. Còn nếu như các bạn nào kỹ á, thì rửa lại, còn mình thấy sạch kìa. Ăn á các bạn, cái cọng hành này nó giòn, nó ngon cái lắm luôn. Cũng như một hộp này cũng như tính ra cũng như 3 đô đi. Ngon quá cả nhà ơi. Này các bạn ơi, mình thấy táo ngon quá nè. Các bạn thấy không? Ăn rất là giòn luôn đó cả nhà. Một người ăn một trái đâu hết đâu các bạn, ăn nửa trái là nó ngán nè. Nó cả nhà đi chợ mình mua rau nè, rau này rất là ngon, tại vì gia đình của mình đó các bạn, bác sĩ kêu ăn rau vô nhiều đó, nên mỗi lần đi phải mua rau về cho mấy đứa nhỏ nó ăn, rồi mình cũng ăn luôn các bạn ơi. Cái này gừng nè các bạn, mình thích ăn gừng này với gì, cá các bạn, hay là cá hồi đồ này kia đó, ăn rất là ngon. Mình mua hành ngon sợ luôn. Mình có kho nồi tép đây, mình đi ra đây mình quay cho các bạn xem. Mình có kho nồi tép à. Với hành tép bên đây cái màu cũng đẹp rồi các bạn ơi, cái màu nó chấm nhất nè.
chợ mua được mấy cái hộp hành quay cho các bạn xem cho vui. Bữa nay gia đình ăn cơm trắng với tép với hành này nè, chấm với nước tép ăn ngon lắm đó cả nhà. Bye cả nhà.